Hello xin chào các bạn, mình là Yeho đến từ channel Quả D. Và mình có thấy rất là nhiều bạn hỏi mình về tech làm sao để có cái chữ animation như thế này hoặc là kiểu giống như vậy nè. Nó có nhiều animation, có cực kỳ là nhiều luôn. Nhưng mà mình đã tìm ra một cái cách chung để chỉ cho các bạn những cái đó làm sao rất là dễ. Rồi nhiều bạn còn thắc mắc, cái này mình chắc chắn ai cũng đã từng thắc mắc, là làm sao để có được cái hiệu ứng mà giống như đánh máy á, chữ nó chớp ra từ từ, rồi làm sao để tạo ra cái kim cái bên cái chữ lúc mà đánh máy nó sẽ chớp lên xuống đó. Cũng vì nhiều câu hỏi quá cho nên hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn về tech ở trong After Effects. Nó sẽ có những cái rất là cơ bản, có những cái khá là nâng cao, mà mình sẽ làm sao để cho các bạn chỉ cần nhớ một vài cái preset thôi là các bạn có thể làm ra đa dạng các cái hiệu ứng chữ ở trong After Effects, không có khó đâu, vài keyframe là xong à. Nhưng mà dặn các bạn là đừng có tua nhanh hoặc là click qua một cái đoạn khác liền nếu như mà chưa xem xong cái đoạn đó, tại vì có rất là nhiều những cái click hoặc là những cái nút nhỏ bấm một phát thôi là nó đã ra một cái kết quả khác rồi. Giống như gần đây mình có làm một cái saber và cũng có rất là nhiều, điển hình là bạn này hỏi mình về cái saber. Anh ơi, em làm đến bức mắt rồi nhưng làm sao áp hiệu ứng vào với anh? Vì video này hướng dẫn rất là có tâm và đầy đủ cho nên là học phí sẽ là một like. Và nếu ai chưa đăng ký channel Quả D thì kèm thêm một subscribe nữa. Nhớ nha, thôi không để các bạn chờ lâu nữa, vô phần hướng dẫn luôn. Rồi, trước tiên là mình sẽ cho các bạn xem qua cái kết quả mà chúng ta sẽ đạt được. Đương nhiên xem xong thì các bạn có thể làm ra nhiều thứ hay ho hơn như thế này nữa. Bước 1 là tạo ra một cái layer chữ giống như trên màn hình. Bước 2 là mở rộng cái chữ ra và các bạn có thấy cái dòng anime này không? After Effects cung cấp cho các bạn rất là nhiều những cái chuyển động sẵn cho cái chữ. Và nếu như có thời gian thì các bạn nên trải nghiệm thêm nhiều cái option khác. Trong trường hợp của mình là sẽ chọn tracking để nó có cái hiệu ứng mà giãn ra như các bạn thấy hồi nãy. Nếu như trong cái trường hợp mà mình không biết cái hiệu ứng đó là gì thì mình có thể kéo cái amount này để xem cái hiệu ứng nó xảy ra là sao nha. Thông số ở đây chắc mình để 120 đi ha. Tiếp theo là mở cái dòng range selector ra nè. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có những cái thông số để điều chỉnh dễ hơn cái phần di chuyển của cái chữ. Trong đây chắc là mình sẽ giải thích qua một chút về Start, End và Offset ha. Đầu tiên là các bạn sẽ có một cái quãng đường, một cái quá trình. Nó sẽ đi từ 0% cho tới 100%, đúng không? Tức là 0% là điểm xuất phát, còn 100% là cái điểm hoàn thành của cái quá trình đó. Rồi cái Start thì lúc nào các bạn cũng thấy là nó bắt đầu ở 0%, đúng không? Rồi còn End thì lúc nào nó cũng kết thúc ở 100%. Đó. Bây giờ cái điểm start của mình á, mà mình tăng cái thông số nó lên thành 30%, được chưa? 30% nha. Thì cái lúc này cái hiệu ứng của chúng ta nó sẽ được bắt đầu từ 30% chứ không phải là bắt đầu từ 0% giống như hồi nãy nữa. Và khi mà các bạn kéo cái end về khoảng 60% thì lúc này cái hiệu ứng của chúng ta nó diễn ra từ 30 cho tới 60 thôi. 30 là điểm bắt đầu, 60 là điểm kết thúc, chỉ vậy thôi. Ok chưa? Còn nếu như mình kéo start nó qua khoảng tầm 60 và cái end mình đưa về 30 đi, thì lúc này cái hiệu ứng của chúng ta sẽ bắt đầu từ 60 và cái kết thúc hiệu ứng là 30. Ok chưa? Rồi sau khi mà các bạn đã làm chủ được start và end rồi á, thì tới cái phần offset. Thì offset là một thằng rất là đơn giản. Nó sẽ là cái thằng mà di chuyển luôn cả start và end cùng một lúc khi mà các bạn điều chỉnh cái thông số của nó. Có thể là dạt về 100 như thế này thì lúc này có phải là start và end của chúng ta đã được thay đổi cái nơi bắt đầu và nơi kết thúc rồi, đúng không? Đương nhiên là lúc này các bạn cũng có thể kéo nó thay đổi thông số để nó trở về trong cái phần này. Ok ha, rất là dễ và đơn giản. Bây giờ mình sẽ dùng một cái ví dụ điển hình để cho các bạn dễ hiểu hơn về cái phần mà mình vừa giải thích. Đầu tiên, cái hiệu ứng chữ lúc này mình mong muốn là sẽ zoom to ra, được chưa? Và lúc này mình sẽ điều chỉnh cái hiệu ứng từ 100% trở về khoảng tầm 15% đi, thì các bạn thấy cái hiệu ứng nó sẽ không còn là một cái hiệu ứng đầy đủ nữa mà nó chỉ còn ảnh hưởng khoảng tầm 15% của cái chữ thôi, được chưa? Rồi bây giờ mình kéo cái thông số offset thì các bạn sẽ tự hiểu ra ngay, được chưa? Cái mà hồi nãy mình nói đó. À, ok chưa? Rồi như vậy là các bạn cũng đã hiểu qua được cái offset nó làm việc như thế nào rồi, đúng không? Ok ha, ví dụ này mà không dễ hiểu nữa thì không biết cái ví dụ nào nó dễ hiểu hơn cho các bạn luôn. Rồi bây giờ chúng ta vô làm cái hiệu ứng chữ giống vậy ha. Cái chữ bung ra hồi nãy thì mình làm rồi, bây giờ mình chỉ cần điều chỉnh cái start và end làm sao để cho cái chữ nó nằm ở trong cái khoảng mà mình mong muốn thôi. Thì thường là bạn nên điều chỉnh mỗi cái thông số end thôi là nhanh nhất. Ở đây là do mình ngừa mình tính toán trong đầu để cái chữ nó đi đúng hướng á. Nhưng mà thực ra không có cần thiết phải điều chỉnh cả hai thông số giống như mình đâu. Thấy không, kéo start lên 70 chi giờ kéo end về 0%. Rồi bây giờ muốn cái chữ bung ra hay rút gọn lại thì các bạn chỉ cần đặt keyframe ở cái phần offset. Key đầu thì chắc là cho nó giữ nguyên, key sau thì mình hẹp hòi nó lại thôi. Xong rồi chọn hai key F9 rồi dồn nó về một cái bên nào đó. Thường thì mình thích it in hơn tại vì nó cho cảm giác mượt.
Và đây là cái kết quả bước đầu. Bước 2 là mình muốn tạo cho cái chữ nó bung ra từ một cái thanh nhỏ nhỏ chứ không thể nào mà xuất hiện không không vậy được. Bây giờ mình tách layer chữ đi để khi mà mình tạo ra một cái shape á, các bạn dễ nhìn. Thì khi mà tạo cái shape á, các bạn không được click vào bất kỳ một layer nào nha. Nếu như các bạn đã chọn một cái layer rồi á, thì khi mà bấm vào trong cái icon shape á, nó sẽ hiện ra một cái mask chứ không phải là một cái shape đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái kim thời gian tới cái đoạn lúc mà cái chữ nó đã hoàn thành rồi á, điều chỉnh cái shape một chút thì lúc này cái chữ của chúng ta thành phẩm sẽ giống vậy. Xong rồi á, thì bây giờ cái ý tưởng của mình là cái thanh này trượt qua tới đâu thì cái chữ nó sẽ xuất hiện ở đó. Đương nhiên là để trượt qua được á, thì ban đầu các bạn phải đặt một cái keyframe position cho nó. Thì ở cái keyframe mà thành phẩm á, là mình không thay đổi gì. Còn ở trước đó thì mình sẽ cho cái thanh shape nó nằm ở góc bên phải cho nó quẹt qua. Thì cái ban đầu các bạn thấy nó sẽ giống giống như vậy. Nhắc các bạn luôn là hiện tại mình cũng đang có một cái khóa là khóa biên tập video chuyên nghiệp trên phần mềm Adobe Premiere Pro. Hiện tại mình đang update rất là nhiều kiến thức mới ở trong khóa học này. Thứ hai nữa là hỗ trợ học viên. Đương nhiên là ai muốn hỏi thắc mắc cái gì, làm cái gì là các bạn cứ chat vô là có người hỗ trợ các bạn liền. Chưa kể là những phần kiến thức về phần mềm tư duy đầy đủ hết. Nó sẽ là một cái nền tảng rất là tốt để cho các bạn sau này nếu mà muốn học thêm After Effects. Khóa đây hiện tại đang build cái khóa học về After Effects. Nói chung là khá là đầu tư cho nên là mình phải làm kỹ một chút để cho ai cũng học, ai cũng dễ hiểu hết. Đó, thì khi mà các bạn học Premiere xong qua After Effects nó đơn giản hơn rất là nhiều. Link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Rồi, bây giờ chúng ta qua tới cái phần tiếp theo. Bước tiếp là tạo ra một cái shape bự hình chữ nhật như thế này, che đi cái chữ của chúng ta. Điều chỉnh một chút để cho cái hình này á, nó sát với lại cái thanh. Đừng có che cái thanh nhỏ nhỏ ban đầu nha. Thì lúc này mình sẽ thu gọn lại các layer để cho các bạn dễ nhìn hơn. Cái shape mà cái hình chữ nhật dài dài á, mình sẽ cho nó nằm lên trên cái layer chữ. Sau đó ở cái phần track mask của cái chữ á, các bạn đưa cái option của nó về là Luma hoặc là Alpha. Rồi ở đây mình sẽ ví dụ dễ hiểu cho các bạn luôn. Thì đầu tiên mình có một cái shape màu đỏ và một cái layer chữ. Thì khi mà mình đưa cái shape này che đi cái chữ là chuyện bình thường. Nhưng mà ở cái track mask của cái chữ á, mình đưa nó về alpha mask với lại cái shape layer 1 thì lúc này nó sẽ được đảo ngược lại. Tức là cái chữ của chúng ta chỉ xuất hiện khi mà nó nằm ở trong cái khung của cái shape thôi. Thì các bạn thấy không? Đó, ok ha. Rồi bây giờ mình ví dụ di chuyển cái shape qua đây. Rồi bây giờ mình di chuyển cái chữ qua cái chỗ vùng cái shape này. Thì các bạn thấy không? Nó chỉ xuất hiện khi mà nó nằm trong của cái shape thôi. Rồi, còn về cái Luma, nó sẽ đạt hiệu quả khi mà các bạn sử dụng những cái layer mà nó có cái màu sáng hoặc là màu đen. Ví dụ như trong cái layer này là mình có cả màu đen, màu trắng luôn. Mình che đi cái chữ Hello. Và các bạn chuyển cái chế độ track mask về là Luma đi. Thì chắc chắn lúc này cái chữ chúng ta nó chỉ hiện lên nếu như cái vùng đó là màu trắng thôi. Đó, các bạn thấy không? Nếu như cái vùng mà các bạn đảo Luma á, nó là màu trắng thì nó sẽ hiển thị lên. Còn nếu như nó là màu đen thì nó cũng không hiển thị luôn. Các bạn không? Nó sẽ bị che đi. Được chưa? Cái này rất là hợp lý khi mà các bạn có những cái layer mà nó màu trắng. Sau khi mà các bạn đã đảo Luma Alpha xong, lúc này các bạn nhớ link cái layer shape bự với lại cái layer shape nhỏ mà hồi nãy chúng ta có đi keyframe position đi từ trái sang phải đó. Lúc này cái shape bự nó cũng đi từ trái sang phải luôn. Và đương nhiên khi như vậy á, thì cái shape nó đi đến đâu thì cái chữ của chúng ta nó mới hiển thị ra tới đó. Và các bạn có thấy là có cái tracking của cái motion chữ thì chữ nó ra đẹp hơn, đúng không? Rồi lúc này các bạn đã xong được cái motion chính rồi. Thì các bạn có thể điều chỉnh lại một chút về cái scale, về rotation hay nhiều cái thông số khác để làm đẹp cho cái thanh nhỏ nhỏ đó, để cái lúc mà nó xuất hiện nó hợp lý hơn. Mình tin là ở phần này các bạn có thể tự làm tốt được. Cho nên là mình sẽ skip qua và chỉ cho các bạn thêm một cái, đó chính là kết hợp với lại cái null object. Trong cái trường hợp này á, là cái null object được tạo ra để các bạn có thể link tất cả những cái gì liên quan đến cái chữ vô trong một cái layer để khi điều chỉnh cho nó dễ. Ví dụ như điều chỉnh vị trí lên xuống to nhỏ á. Sau khi tạo null object ra thì các bạn chọn hai cái layer là shape layer 1 và cái chữ để link thẳng vào trong cái null luôn. Không cần phải chọn cái shape layer 2 tại vì shape layer 2 hồi nãy chúng ta đã link với shape layer 1 mà shape layer 1 đã link với cục null rồi. Cho nên dựa trên cái tính chất bắt cầu thì shape layer 2 cũng đã được link với cục null dựa trên cái shape layer 1 rồi. Mình giải thích cho các bạn hiểu chứ? Ở cái null object này sau khi link xong thì mình sẽ đặt cho nó một cái keyframe ở cái phần scale. Thì cái phần scale này sẽ giúp cho cái tổng thể của cái chữ sau khi mà nó đi animation xong á, nó sẽ nhỏ lại một chút thì trông nó sẽ rất là hợp lý. Các cái motion thì mình sẽ điều chỉnh nó là is in head. Các bạn muốn xem kết quả thử không? Ngoài ra là các bạn có thể tùy biến thêm một chút cái hiệu ứng, giống như ở đây mình có thêm một chút rotation cho cái thanh thì lúc mà nó ban ra nó sẽ đẹp hơn và nhìn nó lạ mắt hơn.
Và đương nhiên sau khi mà các bạn đã cho cái chữ nó xuất hiện rồi thì các bạn cũng nên tự đặt keyframe để cho cái chữ nó biến mất. Phần này thì chắc là nó cũng quá dễ rồi, cho nên là mình sẽ skip qua ha. Và đây là cái thành quả cuối cùng sau khi mà chúng ta đi animation chữ, kết hợp cả cái việc xuất hiện và biến mất của chữ luôn. Rồi, tiếp theo là cái hiệu ứng đánh chữ mà rất là nhiều bạn hỏi mình. Thì bây giờ mình làm trên After Effects cho các bạn coi ha. Đầu tiên là các bạn gõ ra một cái chữ mà các bạn mong muốn. Sau đó chỉ cần bỏ cái hiệu ứng là typewriter vào trong cái layer text thôi. Add vào xong á, các bạn bấm vào trong cái layer chữ nè. Các bạn bấm chữ U thì nó sẽ hiện ra cái start nó đã được đặt sẵn keyframe rồi. Lúc nãy các bạn muốn cái chữ nó gõ nhanh hay gõ chậm thì chỉ cần đưa cái keyframe thứ hai về sát gần lại, hoặc là đưa xa ra thôi. Đó, nó giống như đi từ 0 tới 100 thôi. Còn mà muốn có một cái gạch mà nó cứ nhấp kế bên cái chữ lúc mà chúng ta đánh văn bản á, thì các bạn cứ tạo ra cho mình một cái shape. Rồi, giờ bạn mở cái opacity của cái shape lên, sau đó giữ Alt, click vào trong icon keyframe á, rồi nó sẽ hiện ra một cái bảng code như thế này. Lúc này đơn giản là dán cái code mà mình sẽ để sẵn cho các bạn ở dưới cái phần mô tả của video là xong rồi. Đó, như vậy là nó đã chớp rồi đó. À, ở đây mình có một cái mẹo cho các bạn. Nếu như các bạn muốn chớp nhanh hơn thì các bạn điều chỉnh ở trong cái code, cái thông số của blink rate á, thì các bạn tăng càng cao thì cái chớp nó càng nhanh. Nè, giống như ở đây mình để ví dụ cho các bạn xem luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần kiến thức chữ ngày hôm nay. Hy vọng là nó dễ hiểu đối với các bạn và các bạn có thể áp dụng nó trong nhiều trường hợp khác và sáng tạo nó ra nhiều cái chữ đẹp hơn, nó mang nhiều cảm xúc, hình hài hơn nha. Hy vọng là video này giúp ích được nhiều cho các bạn. Và nếu mà thắc mắc gì về thêm cái chữ cụ thể hơn nhé, thì cứ comment ở phía dưới. Lần sau mình sẽ làm một cái video hướng dẫn kỹ hơn, hoặc là trả lời các bạn ở dưới luôn cũng được. Ok, bye bye các bạn. Hẹn các bạn vào video lần sau. Bye.